Chào mừng toàn thể quý vị và bà con nhân dân đã cùng đến với đêm công diễn văn nghệ quần chúng chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ xã Lâu Ngoại, mùng 2 tháng 8 năm 1964, mùng 2 tháng 8 năm 2024. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân thân mến, qua mỗi chặng đường lịch sử với mục tiêu đem lại cuộc sống độc lập, tự do, ấm no hạnh phúc cho nhân dân, Đảng luôn gắn bó mật thiết với mọi người dân yêu nước Việt Nam. Đảng đã lãnh đạo các tầng lớp nhân dân giành lại tự do, hòa bình để chúng ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay. Nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng bộ xã, đêm nay Đảng ủy xã Lâu Ngoại long trọng tổ chức đêm công diễn văn nghệ quần chúng chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng bộ xã Lâu Ngoại, ngày 2 tháng 8 năm 1964, ngày 2 tháng 8 năm 2024. Ban tổ chức xin gửi tới toàn thể quý vị và nhân dân chương trình văn nghệ đặc biệt nhằm tôn vinh những truyền thống vẻ vang của Đảng và bày tỏ lòng biết ơn vô vàn với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự hy sinh, đóng góp to lớn của các bậc tiền bối cách mạng và biết bao các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để tô thắm màu cờ đỏ tươi của Đảng. Kính thưa các quý vị, với bản lĩnh của một Đảng cách mạng chân chính được tôi rèn trong thực tiễn đấu tranh, bảo vệ dân tộc, xây dựng đất nước. Trong suốt 60 năm trưởng thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo của các cấp Đảng bộ xã nhà qua các thời kỳ và sự quan tâm của Đảng bộ huyện Bá Thước, đến nay, đời sống vật chất, tinh thần nhân dân xã Lâu Ngoại đang ngày càng được nâng lên. Kính thưa toàn thể quý vị, về dự với đêm công diễn văn nghệ tối đêm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Cao Thượng Xuân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, xin nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Hà Thanh Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, xin nhiệt liệt chào mừng. Bên dự buổi đêm công diễn văn nghệ sau buổi tối ngày hôm nay còn có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng các ban ngành, đoàn thể đã có mặt đông đủ. Xin nhiệt liệt chào mừng. Về dự đêm công diễn văn nghệ còn có các ca sĩ, các diễn viên đến từ đội văn nghệ 7 thôn và đội văn nghệ 3 nhà trường, trạm y tế. Cùng toàn thể khán giả, bà con nhân dân cũng đã đến theo dõi đêm công diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng bộ xã Lâu Ngoại hôm nay. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn. Một lần nữa, xin nhiệt liệt chào mừng toàn thể quý vị. Đêm nay quý vị sẽ được thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc với 24 tiết mục. Chủ đề ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ kính yêu, ca ngợi sự đổi thay của quê hương đất nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phong trào xóa đói giảm nghèo, khí thế xây dựng nông thôn mới. Đến từ 8 đội văn nghệ trên địa bàn xã nhà biểu diễn. Trước khi đến với chương trình công diễn văn nghệ, sau đây xin trân trọng kính mời đồng chí Trương Văn Dần, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lâu Ngoại sẽ lên khai mạc chương trình trong buổi tối hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Lâu Ngoại, thưa toàn thể bà con nhân dân cùng các vị đại biểu. Hôm nay trong khí thế hào hùng của những ngày tháng 8 lịch sử, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Lâu Ngoại đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, 79 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, đặc biệt là kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng bộ xã Lâu Ngoại. Hôm nay, ngày mùng 1 tháng 8 năm 2024, xã Lâu Ngoại long trọng tổ chức đêm công diễn văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và ngày lễ đặc biệt của địa phương. Thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo địa phương, xin được gửi tới các quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, chúc toàn thể bà con nhân dân chúng ta dồi dào sức khỏe và chúc cho đêm diễn chúng ta thành công tốt đẹp. Thưa toàn thể quý vị, trong những ngày qua trên địa bàn xã Lâu Ngoại đang diễn ra nhiều hoạt động thiết thực nhằm chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng bộ xã. Đêm công diễn văn nghệ tối đêm nay là một trong những hoạt động thiết thực. Tại đêm công diễn tối nay, chúng ta sẽ được thưởng thức các tiết mục văn nghệ do các diễn viên đến từ các thôn và khối nhà trường, trạm y tế trong xã thể hiện. Những lời ca tiếng hát, điệu múa của các đơn vị đem đến đêm công diễn là một bông hoa tươi thắm, phản ánh quá trình phát triển sự thay đổi của quê hương đất nước với mục đích chào mừng ngày lễ quan trọng của địa phương. Với nội dung và ý nghĩa nêu trên, tôi xin tuyên bố khai mạc đêm công diễn văn nghệ chào mừng 60 năm ngày thành lập Đảng bộ xã Lâu Ngoại.
Xin chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể bà con nhân dân. Xin chúc cho đêm công diễn diễn ra thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Và không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, sau đây xin mời quý vị và bà con nhân dân cùng đến với tiết mục văn nghệ đầu tiên. Bức tranh vùng cao mừng nông thôn quê em đổi mới, biểu diễn tốp múa thôn Sầu Cả. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
chỉ lối chúng hay xây đời càng thêm yêu quê. Trí tuệ từ khắp muôn dân trao trải mọc lên sinh thái đón chào. Đường làng thêm ngày đời mới không quên ơn Đảng, Bác Hồ kính chói 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 lên bằng mặt thăng thăng mới nắng ngã thuồng rồn 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 con quan bà đô tô đô rồn con quan bà đô mía mía rồn con quan cười loang hoàng đẹp lắm quê tôi từ ngày có Đảng do tốp múa thôn đạo biểu diễn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, xin cảm ơn tiết mục văn nghệ của Thôn Đạo đã gửi tới chương trình của chúng ta trong buổi tối đêm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, để tiếp tục với chương trình công diễn văn nghệ trong buổi tối ngày đêm nay, sau đây xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục múa Miền Nam Nhớ Mãi Ơn Người, biểu diễn tốp múa Thôn Công. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Chương trình đêm công diễn văn nghệ, xin mời quý vị cùng đến với tiết mục hát múa Ngày Hội Chiêng Luống, mang đậm đà bản sắc các dân tộc huyện Bá Thước.
Đặc biệt, mở đầu ca khúc có sử dụng lời thơ của ông Trương Văn Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lương Ngoại, qua phần thể hiện của Thu Hòa cùng tốp múa thôn Dần Long. Xin kính mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Dần Long là một thôn nằm bên mạn sông Mã, thuộc xã Lương Ngoại, là nơi sinh sống của đồng bào người Mường, những con người chân chất, bình dị. Từ xa xưa, trong những áng mô Mường, Dần Long được nhắc đến qua những địa danh đã đi vào huyền thoại. Dần Long, tên từ bao giờ, rồng vờn hộ phục còn chờ kim quy. Nhìn lên đỉnh núi Lai Ly, núi Long thác đán khác gì bức tranh. Thank you.
Vâng, một ca khúc hết sức sôi động phải không thưa toàn thể quý vị? Vâng, bạn được chúc xin một tràng pháo tay thật lớn nữa từ phía quý vị. Và sau đây xin trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục múa điệu xòe biểu diễn đội văn nghệ thôn Măng. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Thank you.
Vâng, xin được cảm ơn tiết mục múa điệu xòe của đội văn nghệ thôn Măng. Tiếp theo chương trình đêm công diễn văn nghệ ngày hôm nay, xin mời quý vị và bà con nhân dân sẽ cùng hướng mắt lên sân khấu thưởng thức tiết mục điệu lăm ơn Đảng, biểu diễn Thu Phượng cùng tốp múa thôn Cốc Cáo. Đại biểu, khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân thân mến, để liên tục với chương trình công diễn trong buổi tối ngày hôm nay, sau đây xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục múa Bản Làng Nhớ Ơn Bác Hồ do đội văn nghệ thôn Dầu Cả biểu diễn. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Thank you.
bán ta xây bàn hương, cùng trồng cây muôn ngàn đổi hương, về miền Tây về miền Tây phù, nghề hứa bóng cờ múa đủ, nắm tay nhau thương yêu đoàn kết, hẹn nhau ta xây tình non nước, trái còn bay duyên hát hương nồng, nhịp cùng chiêng ngân vang núi rừng. Ngày bán ta xây bàn hương, cùng trồng cây núi đồi xanh thắm, về miền Tây làm nghề thủ cầm, từng là phê hoa trái tươi màu, thắm tình yêu mấy ngàn năm nước, người miền Tây làm theo lời bác, bàn hương ta nhớ mang với chương trình. Xin mời quý vị sẽ cùng đến với tiết mục múa Vấn Vương Trợ Tình do đội văn nghệ thôn Đạo biểu diễn. Anh đi về phía núi rừng, đường dốc đá treo leo, anh qua bao nhiêu suối đèo, về đây với tình em. Anh đến với trợ tình xưa, chờ tình thương nhau đó, tìm em người con gái cả đời anh vẫn mong chờ, nghiêng nghiêng cả núi đồi chờ tình vui quá em ơi. Gái trai bên nhau hát đôi, lượn tìm nhau lưng đèo kia, cánh tay em trắng non đợi chờ anh với nào, vây em lòng lanh thật đông vui lắm đấy. Gái trai đến bên nhau ôm lăn nghiêng đêm thâu
đầu say mất rồi. Chờ tình ngả nghiêng, chờ tình của bao đôi trai gái đến bên nhau mùa xuân, để lại bao nhiêu mối tình. Cả núi đồi chờ tình vui quá em ơi, gái trai bên nhau hát đôi lượn tìm nhau lưng đèo kia, cánh tay em trắng non đợi chờ anh với nào, váy em long lanh tim biết càng gợi bao nhiêu tình. Ơ chờ tình nơi đây, thật đông vui lắm đây, gái trai đến bên nhau ôm lăn nghiêng đêm thâu hòe, tiếng cười lạ lơi em chờ anh rượu say mất rồi, chờ tình ngả nghiêng, chờ tình của bao đôi trai gái đến bên nhau mùa xuân, để lại bao nhiêu mối tình. Đêm công diễn văn nghệ ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng toàn thể bà con nhân dân sẽ cùng hướng mắt về phía sân khấu để đón xem tiết mục hát múa Đảng là cuộc sống của tôi, biểu diễn Trương Thuận cùng tốp múa thôn Dân Long. Sáng trăng đang làm nên bài ca chiến thắng cho đất nước ta tình yêu, cho mọi ước mơ trên đời. Ôi đàn của tôi ơi, mãi mãi ơn người. Thank you.
Vâng, kính thưa quý vị thân mến, Thanh Hóa không chỉ tự hào về điệu hò sông Mã, Dô Tá, Dô Ta, dân ca đi cấy, bố đèn Đông Anh, mà còn là mảnh đất của những khúc tình ca tha thiết, đắm say lòng người. Xin mời quý vị và bà con nhân dân chúng ta cùng đến với tiết mục Khúc Tình Ca Thanh Hóa do cô giáo Bùi Hiền, Trương Bông cùng tốp múa trường mầm non thể hiện. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Anh về thăm mảnh đất xứ Thanh, miền quê mẹ hàng dừa xanh nghiêng bóng, dòng sông Mã miên man từng con sông, như vỗ về ru giấc ngủ cho anh. Cầu Hàm Rồng sống mãi một địa danh, ghi dấu ấn của một thời oanh liệt, sông vẫn chảy 4.000 năm mãi miết. Ru đôi bờ tha thiết bản tình ca, về đi anh thăm mảnh đất quê nhà, khúc hò khoan đậm đà tình sâu lắng. Người thiếu nữ gió bom thù vác nặng, vẫn rạng người cười tỏa nắng quê hương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhiều của người đông trên đất Lam Sơn còn ghi bao chiến công. Quê hương anh hùng áo vải qua bao ngàn đời mà ý chí không phai, một miền hậu phương tuổi chiến tăng tương lai, xuân tàn đêm tối chào bình minh rực rỡ trên sông dài. Anh ơi em cứ tăng đường đi tới sông núi đang thúc giục lòng người đẹp nụ cười tươi mãi trên môi vai xanh vai nhau đi trong mùa thu. Cảm ơn tiết mục Khúc Tình Ca Thanh Hóa do các cô giáo trường mầm non Lương Ngoại biểu diễn. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị và bà con nông dân cùng hướng mắt về sân khấu để đón xem tiết mục Em Chọn Lối Này do đội văn nghệ thôn Măng biểu diễn. Vang vang lối ấy của anh
Thưa quý vị thân mến, để liên tục với chương trình công diễn văn nghệ trong buổi tối đêm nay, sau đây xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị và bà con nhân dân, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Hát Múa Lời Ca Dâng Bác, biểu diễn Thu Phượng cùng tốp múa thôn Cốc Cáo. Thank you.
Để liên tục với chương trình công diễn văn nghệ trong buổi tối năm nay, sau đây xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị và khán giả chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục múa về tương dương yêu thương qua phần biểu diễn của đội văn nghệ Thôn Đạo. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Về tương dương hãy về cùng anh, ngược dòng năm báo bài xa gọi mời. Qua sương sáng lẻ tắm đình yêu thương, mẹ cứ ân tình nhớ mãi người ơi. Về tương dương ấy về cùng anh, ngã ba khe bố ngược dòng vui miên. Kinh tế mô hình điểm sáng văng lên, thì điện soi bóng cù lon cù lùm. Vùng xiêng men tắm gương câu chuyện trên đỉnh phù hoạt nhìn về năm son, rừng xanh tươi mát bạt ngàn, con đường rộng mở đồng lúa chín bông, hòa bình ngược xuôi ngã ba sông huyền thoại, cửa đào đêm hàn gọi mời bạn đi thăm, anh cùng em vui hồi ơi. Hãy
em hàn mọi người bạn về thăm, anh cùng em tuy hồi ơi vì non người. Về cùng nhau ta xoay điều khen, về cùng anh ta về miền Tây, về đây vui bên chung chiều cần, về đây ta hát kiều lắm. Thầy ca đoàn kết dưới ánh sáng của đảng, ta cùng nhau tiến bước xây đẹp giàu quê mình. Vâng, xin được cảm ơn một tiết mục vô cùng đặc sắc đến từ đội văn nghệ Thôn Đạo.